Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 105. Ở bài toán này, các em cần đòi hỏi một chút kinh nghiệm thì chúng ta sẽ ok ngay thôi. Thì kinh nghiệm ở đây là như thế nào? Thì thầy minh họa cho các bạn biết luôn. Nếu như người ta cho hai ancol mà đem loại nước, trong đó có một m lớn của một ancol sẽ bằng m lớn của một ete mà tạo ra trong hỗn hợp đó, thì các em nhớ hộ thầy là có hai cặp nghiệm có thể thỏa mãn. Một là CH3OH và C2H5OH. Hoặc cặp nghiệm thứ hai là C2H5OH và C4H9OH. Như vậy các em chỉ cần thử thầy hai cặp nghiệm đó là được. Thì cặp đầu tiên là kế tiếp. Đây. Còn cặp thứ hai của thầy không kế tiếp. Như vậy đề thi cho như nào thì chúng ta xử lý nhanh cho thầy như thế là được. Cụ thể bài toán như sau. Với bài toán này thầy có là phương trình loại nước tạo ETN như sau. Bảo toàn khối lượng thầy tìm ra được nước luôn bằng 0,375 mol. Nước là 0,375 mol thì rượu gấp đôi lên sẽ bằng 0,375 nhân 2. Kết quả thì tìm ra m trung bình của rượu sẽ bằng 37,6. M trung bình của rượu bằng 37,6 thì phải nhỏ hơn 37,6, ít nhất có một rượu nhỏ 37,6. Nó chỉ là CH3OH. Như vậy chắc chắn rượu còn lại phải là C2H5OH rồi. Thầy chứng minh cho các em thấy tại sao lại như vậy. Bởi vì C2H5OH của thầy là 46. Mà cái ete tạo ra sẽ là có một ete là CH3OCH3. Như vậy nó cũng bằng 46. M cái ete đó chính bằng m của CH5OH đó. Đó là lý do vì sao mà các bạn chọn luôn đáp án luôn. Bây giờ tìm hai số mol này. Tìm hai số mol này không có gì khó khăn cả. Các em có phương trình đặt là x và y đi. Thì phương trình 1 là phương trình tổng số mol. Đây, 0,375 nhân 2. Phương trình 2 là phương trình tổng khối lượng là 28,2. Các em dễ dàng tìm được là 0,45 mà 0,3 thì tương ứng với phần trăm là 60 và 40. Đáp án thì có đáp án B.